với nhạc kịch độc diễn mang tên Mean to Meet, một tác phẩm của C Musical, sẽ đi tham dự Festival Nhạc kịch Quốc tế Daegu Hàn Quốc lần thứ 12. Với nhạc kịch được nữ diễn viên trẻ Trần Phẩm Linh một mình độc diễn nhiều nhân vật vô cùng độc đáo và xuất sắc. Cô Trương Tâm Từ, tổng giám đốc nghệ thuật của C Musical, cũng là người viết nhạc cho vở kịch cho biết. Sau khi vở nhạc kịch Non-Reading Club năm 2015, khi nhận được giải thưởng ban giám khảo Festival Nhạc kịch Daegu, thì C Musical tiếp tục cho ra những tác phẩm hay đến với sân khấu quốc tế. Vở nhạc kịch độc diễn Mean to Meet, thời lượng 90 phút, với phần độc diễn của nữ diễn viên Trần Phẩm Linh, một mình đảm nhận tất cả các nhân vật trong vở kịch, vừa hát vừa diễn, mang hình thái khác hẳn so với vở nhạc kịch Non-Reading Club có 6 vai diễn. Vở nhạc kịch Non-Reading Club là câu chuyện về một cửa hàng sách, còn Mean to Meet lại là câu chuyện có nhiều chi tiết liên quan đến ẩm thực Đài Loan. Câu chuyện chờ đợi tình yêu của nhân vật được kết hợp với món thịt kho một cách ngộ nghĩnh. Hy vọng vở kịch độc đáo này một lần nữa giành được sự khẳng định của ban giám khảo, đồng thời nhận được giải thưởng vai chính xuất sắc. Cô Trương Tâm Từ nói, với kịch Non-Reading Club, nội dung nói về những câu chuyện xảy ra trong một cửa hàng sách độc lập. Lúc đó ban giám khảo cũng đã chia sẻ rằng, hiện nay xã hội Hàn Quốc ngày càng không xem trọng nhân văn. Có một vở kịch mà câu chuyện xuất phát từ một hiệu sách và mang những tác phẩm văn học lồng ghép vào câu chuyện, đây là một điều vô cùng mới mẻ đối với họ. Còn với nhạc kịch Mean to Meet lần này thì mang nhiều yếu tố ẩm thực Đài Loan, đem món thịt kho là món ăn gia đình phổ biến nhất, kết hợp với một số khái niệm tình yêu, chẳng hạn như sự chờ đợi trong tình yêu đưa vào câu chuyện ẩm thực. Vì đây là vở nhạc kịch độc diễn, chúng tôi hy vọng nữ diễn viên Phẩm Linh sẽ mang về giải thưởng nữ vai chính xuất sắc. Vở nhạc kịch Mean to Meet là câu chuyện của một cô gái đang muốn lấy chồng. Cô 33 tuổi, làm việc trong văn phòng luật sư, chuyên phụ trách các vụ việc ly hôn. Nữ diễn viên Trần Phẩm Linh một mình đảm nhiệm vai nữ chính. Cô cho biết độc diễn cùng lúc 6 nhân vật là thử thách khá lớn đối với cô.